Đó, chị bữa nay là đi học múa nữa nè cô chú ơi. 2, 4, 6, 7 đứa. Chắc mình còn nói chuyện với người ta nữa. Chọc người ta nữa. Trời ơi. Ai cũng đứng im tại chỗ của mình. Nó di chuyển từ hàng này cái xuống cho hàng nọ. Đứng muốn hàng nào đứng hàng đó. Mua cho chay được đôi giày mang vừa y luôn á cô chú. Cuối cùng ơi, nãy giờ nó bay dữ lắm á nha cô chú nha. Cô sắp nó ra để tụi nó bay qua cho nó nhảy, cho nó quen, nó phóng rồi cho nó quen. Khoe đó, chị nó khoe có sợi dây chuyền màu xanh đó. Trời ơi, kể chuyện đó. Trời có mặc cái gì nghe thương. Mặc cái gì nghiêm trọng hay sao. Mặc cái chuyện đó, dây chuyền nó bị diễm lắm á, chưa phải đơn giản đâu. Đó, tự nhiên giờ cái bên ra chứ. Cô cho mọi người vị trí rồi coi giờ là khiến khác bên ta không hiểu lắm. Giờ nữa. Oh my God. Giờ đứng sát luôn. Cô chờ xích quá. Cô nó hơi dây này giờ đóng được rồi. Tôi đau bụng với con của tôi cái trời ơi. Chiều giờ chi tháo lên trời. Giờ đi nữa. Kêu rủ nói chuyện chơi. Nói gì không để ý luôn. Kể kể trời. Không chịu múa nhảy lo đứng nói chuyện đó. Trời ơi, giờ tôi chịu đợi chị thấu. Nó đang nhìn nữa, nhìn vô cái kiến á cô chú. Nhảy đi trời ơi trời, để cho vô nó học nhảy đâu đứng không. Hái chi đi. Đúng rồi, cậu đứng sát bên ta nhưng sao nhảy ra có được đời không. Đó, thấy chưa, cụ lạ nữa. Trời ơi, chuyện đời không thấu. Cho đứng xích xa ra chút đi. Đứng gì mà sát bên ta. Trời đất. Chúng nó ta cho một trận rồi chửi trong trận nè. Đứng gì gần kinh trước trời. Ủa đi chút hỏi nó coi, ủa lý do tại sao đứng gần bạn dữ vậy. Chiều đời con thấu thì đi đâu đó. Bây giờ bị bắt đứng chính giữa rồi, không bao giờ đứng ở ngoài nữa, đứng ngoài mất tập. Trời ơi, hết xì. Đứng ở ngoài mất tập trung quá, con cháu không cho đứng ngoài nữa, đứng gần lớp trưởng kèm. Đứng gần lớp trưởng trời. Sir, what's our ready position? Like this. Everyone show me you're ready. Gianna, turn around. Gigi, hands like this. Like this. Here we go. Dance. Dylan, ready? Big singing voices.
Đó, nó đang nè, bây giờ cô cho vô nè. Would you like to swing on a star? Carry moving home in a jar? Ellen? And be better off than you are? On your toes! Or would you rather be a mule? Cái điệu múa này sẽ là cái điệu múa mà tháng 6 này nha, là tụi nó sẽ được trình diễn ở trên một cái trường học, như từng nhóm lớp trình diễn với nhau. Bởi vì cái phải later. Trời ơi, nó nói mẹ con có thể có cái sợi dây chuyền nó được không? Có được rồi không? Won't do anything but swim in a pool. There we go. On our tummies. He's write his name or read a book. Kip, kip. Fool the people. Kip, kip. His only thought. And though he's slippery. Stand up. Still gets caught. But then in that sort of life is what he needs. Probably. He may grow up to be a fish. Monkeys. And all the monkeys dying in the zoo. Every day you meet quite a few. Watch your fingers. So you. Trời, nó nhìn cái vương miệng của người ta, nó nhìn sợi dây chuyền của người ta không, nó không có đẹp. Trời ơi, chúng tôi đọc cho nó cận này. Con này về tôi đọc cho cận. They were so distracted today, but it's good. We have an audience to perform for. All right, everyone, hand me your circles. Tell me what kind of cupcake. Yeah. Strawberries. Yeah. Strawberries. Lots of strawberry cupcakes. Sticker and book, mommy. Cái gì? I buy sticker book and a sticker, mommy. Con muốn sticker phải không? Yeah, trời, bữa nay bà đặt kêu mẹ bằng mom. Đó, trời ơi, sao bữa nay bà già dữ bà. Thường thường kêu bằng mommy, còn bữa nay kêu mom. Nay lớn rồi phải không? Nên kêu mẹ bằng mom thôi phải không? Chỉ có là em bé mới là kêu mẹ bằng mommy thôi, chứ còn người lớn là kêu mẹ bằng mom đúng không? Nhưng mà mẹ không có thích, con muốn mẹ muốn con kêu mẹ bằng mẹ. Mẹ ơi. Nói đi. Mẹ ơi. Ok, cái điều thứ hai mẹ muốn nói chuyện với Chay. Mẹ con có biết không? Mẹ làm rất là cực khổ để mẹ có tiền mẹ đóng cho con đi học nhảy mỗi tháng. Một thần tuần mình đi có một mẹ lần ơi, thôi. Mẹ. Nghe. Mẹ. Nghe mẹ nói trước khi con nói bất cứ một điều gì, con phải nghe mẹ nói trước. Phải tôn trọng cái lời nói của mẹ trước, ok? Ok, thứ nhất, mẹ làm rất là cực khổ để có tiền, đóng tiền cho con đi học nhảy. Mỗi lần con biết một tháng con học nhảy hết tốn hết bao nhiêu tiền của mẹ không? Mẹ cực khổ mẹ bán từng hộp nhị hoa nghệ tây. Con thấy mẹ đi ship hàng, mẹ đi ship từng cái bịch nhị hoa nghệ tây để mẹ đi ship cho cô chú để mẹ bán mẹ kiếm tiền mẹ, đúng không con? Mà hả, con đi vô học con không chịu chú ý học hành. Con thấy cái bạn kia có cái dây chuyền, cái là con lấy cái dây chuyền, con nhìn cái dây chuyền đó hoài luôn, con không chịu đứng, con nhảy. Con thấy cái bạn kia có đeo cái vương miện ở trên đầu, con đứng con nhìn cái vương miện hoài luôn, con không chịu học. It should be quiet. Cái gì quiet? Mẹ, you hear it, mom? Nghe cái gì? Không, mẹ không nghe cái gì hết, bây giờ trong lòng mẹ quá buồn. Bây giờ mẹ quá buồn mà mẹ không biết làm sao. Tại vì mẹ đóng tiền cho con quá nhiều để con đi học nhảy. Một lớp học nhảy chỉ có 45 phút thôi, mà con học chỉ được có đúng 10 phút, 15 phút. Còn bao nhiêu là con đứng con chơi, con đứng con giỡn, rồi con đứng con coi đồ của người ta không hà. Trong khi đó người ta mẹ của người ta đóng tiền, người ta học múa, người ta múa đẹp. Trời ơi, người ta làm ba mẹ người ta vui. Còn con nhà này đứng coi vàng, coi lắc, coi nhẫn, rồi coi dây chuyền của người ta không. Không học hành gì hết. Bởi vậy tao nói mẹ này nè, con thấy mẹ không? Trời mùa đông lạnh giá, mẹ cũng phải chở đồ, mẹ đi ship hàng để mẹ kiếm tiền để làm gì? Để cho con ăn học, để cho con có đồ mặc, để cho con có đồ chơi. Bởi vậy mẹ cho con học được cái gì thì con phải lo, con ráng con học được cái đó giúp cho mẹ chứ sao mà con vô cũng con đứng con chơi không vậy? Bây giờ con có điều gì con muốn nói với mẹ không? Con không có điều gì muốn nói với mẹ hả? Con làm sai thì con phải làm sao? Con làm sai thì con phải như thế nào? Hả? Khi mẹ buồn thì con phải như thế nào? Con phải nói sao? Chị?
khi con làm mẹ buồn con sẽ nói như thế nào? Thôi chơi này nghỉ chơi với nó đi, thôi rồi cho nghỉ lớp học, học mẹ ơi. Con sao chứ mẹ? Con xin lỗi mẹ phải không? Từ về sau con vô cái lớp này là con phải cố gắng chú ý chăm chỉ nghe cô dạy và nhảy cho thiệt đẹp cho mẹ nghe chưa? Lớn lên. Mẹ. Con không ấy là mày gì mày mát bà. Mẹ. Ừ. Con biết lỗi chưa? Nếu mà con muốn một cái đồ gì đó, con để ở trong lòng đó. Một chút nữa con ra con gặp mẹ, con nói mẹ, hồi nãy con vô học múa, con thấy cái bạn kia kìa có cái dây chuyền đẹp lắm. Mẹ mơ mốt quá chừng nào mà con ngoan á, mẹ mua cho con nha mẹ. Là như vậy mẹ mua liền thôi chứ có gì đâu. Đúng không? Mình thấy cái gì đẹp mình để ý, mình để trong lòng mình đó. Rồi cái mình đợi hết cái giờ cái mình ra mình nấu với mẹ mình. Mình ngoan thiệt là ngoan, mình nhảy thiệt là đẹp, mình chú ý mình nghe cô giáo. Cái xong cái mình ra mình xin mẹ mình là mẹ mình cho liền chứ có gì đâu. Đúng không? Quá đúng không? Nên là từ giờ về sau mà thích cái gì là phải để im trong lòng đó nghe chưa? Rồi phải thể hiện là một người thật là ngoan, thật là giỏi, rồi mới xin mẹ, rồi mẹ mới cho, nghe chưa? Nói hả cái miệng đó nói. Nói đi. Dạ mẹ. Rồi ok. Rồi bây giờ muốn xin gì? Mẹ con sticker book. À con muốn cái tập sticker phải không? Dạ mẹ. À, muốn gì nữa không? Dạ. Muốn gì nữa không? Dạ không. Rồi không muốn gì nữa thôi. Mẹ cứ đi chối. Chú đi chối. Rồi đi. Xin cảm ơn mẹ xin trời. Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn thank you mommy. Thank you mẹ. Thank you mẹ. Mommy. Thank you mẹ. Đây là cô chú ơi. Nè, này một ngoài shopping của chay nè. Không có được mua mấy cái đó. Cất vô mình chỉ cầm mình coi thôi chứ không mua. Tự nhiên mua dù để làm gì? Có đời nào đi vòng vòng ngoài đường để xách dù không, đi mua dù? Không, cái đó không phải của mình. Cái xe của mình ngoài đây nè. Nhưng mà không có được mua dù, nhà có dù rồi có tự đồ dục đồ vô có được đời nó không? Cái bộ đồ này mặc có vừa không dục? Trời đất ơi. Cái này mặc có vừa đâu dục vô. 4 5 tuổi hả? Ừ không, cái này cũng được. Cái này cũng được, không thấy nổi. Cái quần này trời ơi, nghĩ sao nó đi mua quần. Nó mình đi mua cái quần này. Trời ơi, cái giùm này quần này cho 6 7 tuổi đi mua quần. Trời ơi, con mua thêm cái này nữa có được đời không? Dạ mẹ, dạ chị Hai. Em vô em trả đồ lại cho anh ta cái chị Hai. Chị Hai nghĩ làm sao mà? Chị Hai nghĩ làm sao? Chị Hai đi mua cái quần lại chị Hai. Oops. I found this sticker. Ừ, cái này đâu phải sticker. Cái này là để chừng nào con có cái phòng riêng á, con tự trang trí cái phòng của con. Trời ơi, cái quần áo đẹp ghê chơi kìa. Cái quần mấy áo này đẹp này chơi nè. Mấy áo này toàn lớn không mà còn nhỏ nằm ở đằng dưới kia. Cái này là chưa tới cái tuổi của chơi. Đẹp không cô chú? I just watched it from it. I just watched it. À, cái này là gì ta? Này gì ta? This is bench top. It's really heavy. Rồi, bỏ cất lại. Cất lại. Thôi, không có, bỏ xuống, không có tiền mua, không có tiền mua, hết tiền rồi. 40 đồng mắc quá, không có mua. Có nhà có rồi. Nhà có PJ Masks nhiều rồi, giờ rinh theo về chi nữa. Coi thôi, mày dẫn con tới đây để con coi thôi. It's dinosaurs. Ừ, dinosaur, thấy rồi. Coi thôi nghe chưa, không có mua gì hết nghe chưa. Mua là mua mấy hồi nãy vẽ trong nhà rồi. Ôi, mấy cái này con cũng có rồi nè, con nhớ không? Mấy này con có nè. Cái này con cũng có luôn nè. Nó vô đây là nó sướng ra người nó đúng không? Cái thằng bé này nè, từ là một cái thằng bé làm YouTube tới bây giờ nó có thể ra những cái đồ chơi của nó luôn. Tiền ơi là bạc luôn, đừng nói tới luôn. Bán đồ chơi mấy đứa nít này vô nó thấy ồ anh này có coi lên ấy, cái đồ ba mẹ nó mua, ba mẹ mua thôi. Đúng rồi, có cái đó rồi con. Ở trên này cái mặt nạ đó con cũng có rồi nè. God bless you. Cái đồng hồ này nè, cái đồng hồ PJ Masks này chưa có nè. Jady. Jady, look at the PJ Masks watch. Đồng hồ này chưa. Trời ơi, cái thùng dữ vậy. What is this? This is the sand. This is the sand. Cái này là gì đây? Trời ơi, cát á hả? Mom, gì 2 kg, gần 3 kg cát luôn à.
Ồ, con muốn chơi cát ở trong nhà hả? Ừ, cái này cũng có lý. Chơi mà chơi với cát rồi này kia nó mềm 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 mà xây dựng này cũng có lý nè. Ừ đúng rồi, cái này có chỗ, cái này cái cô à, cái bà Jenny mua cho con nhớ không? Trời ơi con có cái đó luôn đó. Thấy hay không? Ừ. Quá trời quá đất luôn. Để mày làm mày coi cái cát này nhiêu tiền đây coi. Coi cát này có mắc tiền lắm không? Mắc tiền thôi khỏi mua. Nguyên cái xô này 40 đồng thôi, mắc quá không mua. Hả? Trời có đứa xách cái xô. Cái xô đó 3 kg nó cũng xách, nhưng mà tôi kêu nó xách đồ giùm tôi là nó không xách đâu. Trời, cuộc đời vậy đó. Cái đồ nào mà nó thích nó mới xách giùm. Trời trời. Mắc tiền quá chơi, mẹ đâu có tiền mua đâu, con muốn. Để mẹ coi cái này nè, cái này nhỏ nhỏ hơn nè, cái này nhỏ nhỏ 20 đồng nè. Có nên mua không ta? Có con nghĩ mẹ nên mua không? Dạ mẹ. Dạ mẹ ăn sao? Dạ mẹ. Có nên mua không? Dạ mẹ. Lâu lâu quay cho cô chú con dây nha, khi mà nó đi mua sắm đồ chơi. Cái gì đó? Xì đó cái máy đó. Cái đó là slam, cái đó là slam chơi dơ lắm. Mẹ, cái này. Không, cái đó dơ lắm. Slam nó chơi dơ. Con mẹ nói con là con chỉ coi thôi chứ con không có đòi hỏi mẹ mua. Thôi không phải đâu, không phải kẹo bông gòn đâu. Nó vô đây là nó y như vậy. Ồ cái này nó có cái khay hay sao? Cái này nó có cái khay không? Cái khay bỏ đồ chơi vô nè. Cái này nó chỉ là nhỏ thôi, còn cái này nó có cái khay. Ồ này nó có nhiều loại này chay nè. Đi rồi chay rồi. Trời ơi nó ở đây nè. Đâu? Con gì nữa? Cái gì đó? Có biết cái đó là cái gì không mà đưa lại coi. Cái này ba bông gòn tầm bậy ra mà chơi cái gì đây? Cái nào cũng chê đó, chê để cho nó ấy chứ còn mà khen hết là không được. Cái đó gì nữa? Trời ơi. Ồ mềm quá ha con, đây coi coi mềm không? Đây mẹ coi coi mềm không? Đây coi coi. Ơ trời ơi mềm gì? Không con hết tiền rồi con. Ồ cô chay con thích french fries không chay nè, french fries nè. This is the french fries. This is so like a pillow. À hả, cái gối đó con. Mom, can I buy it? No, hết tiền rồi. Please. Ừ cái gối con cũng cũ rồi, con có muốn mẹ mua con cái gối khác không? Yeah. Mà mấy cái gối này thì nó bà đó ghê quá ha. Mia, we gotta clean this game. Ôi trời. Game này game gì đây? Greedy Grandma. Game chi lạ đây. Ồ cái game này game gì được sale tiền này chơi nè, được sale. Cái gì vậy? Ừ. Thấy rồi. Làm sao? Wow. Lego của chơi kìa. Quá trời Lego luôn rồi chơi rồi. Ồ cái Lego đó của ba đó. Ồ mà mốt mà có tiền mà mua tặng cho ba cái đó chắc ba mừng lắm đó chơi. Hả? Có tiền mà mua tặng ba là ba vui cái này lắm rồi chơi nè. Mà phải có nhà để trưng chứ còn không mấy là nhà đầu trưng phải có này, cái này phải để trưng vô mới đẹp. Cái này bao nhiêu tiền đây ta? Ồ đây cái đầu này là 50 mấy đồng. Ồ, 50 mấy đồng là cái đầu này. Cái này mà mua tặng ba chay là ba nó khoái lắm nè cô chú nè. Ồ, tặng cho ba chay mấy con tàu vũ trụ này phải gì đó. Gái con lứa là đi tìm cái Superman được đời. Hả? Cái gì đâu xài? Là sao? Mẹ, mom. Mẹ rồi mom. Dạ này chứ mom. Mẹ, Spider-Man. Can't buy this outside. Không con, không mom, được. Can't shoot outside. Ôi ôi chay mình mà mua cho ba cái con này nè là có ba khái lắm này chay nè. Mom, I didn't buy this yet. Ừ, mà mốt có tiền là mua cho ba nha. Trời ơi cái con vô đà này là 100 đô luôn nè cô chú nè. Ba nó khoái cái này lắm cô chú. Mà hai cha con nó ngồi tự bi với nhau. Mom, that's just crazy. Đúng rồi, ba hồi bữa ba mua cái này nè, đúng rồi ba mới mua cái này đó. Mua miết vậy đó. Có mấy cái này đâu mà mua miết vậy đó. Bữa nào subscribe mua, hình như ba nó có mua cái này chứ ta.
Ừ, cầm chơi thôi con, cầm chơi chút xong bỏ xuống. Mẹ, where's our little toys? Con để quên đằng kia, đằng chút nữa lại đằng kia mất mất tiêu hết trơn luôn. Đi mà không lo đẩy xe với mình. No, let me go find it. Rồi đi kiếm xe đi. Gì nữa? Wait. Gì nữa? It's time to go. Gì? À, sắp thêm mấy cái này tới nữa đó bà. Trời giỡn mặt á, bỏ xuống. Không, dễ thương thì kệ nó chứ mẹ hết tiền rồi. Trời ơi, con này đẹp nè, trời ơi con này được không? Trời ơi, nó mềm xèo luôn á chị. Wow, little life pad. Wow, cái này đã nè. Wow, người ta thiết kế này hay thật ta. Nó mềm eo à, nó mềm eo à. Đụng vô cái tay rất là đã luôn á. Ồ, cái này nó làm cảm giác cho mình rất là thích đụng vô luôn á. Wow. Sao này đã gì đây? Ồ, con này màu hồng. Dạ. Trời ơi, nó tự đẩy cái chiếc xe luôn. Tám cầu dùm cổ nó rồi, nó là tám cầu dùm cổ. Trời ơi, nó tự bỏ vô luôn coi nè. Dễ bị ăn đập không? Cha già, mẹ nói với con là mẹ đâu có tiền đâu mà sao con đụng vô hết cái này cái kia con lấy. Mẹ nghe rồi, con chỉ cầm con chơi thôi. Mẹ mà biết con đi mà con đòi nhiều như vậy là từ giờ về sau mẹ không có dẫn đi nữa đâu á. I put that, I put the Lego set, I put the sand, I put the slime, I put the in the hanger, I put the hair, I put the whole slot, more slime. Đủ chưa? Oh look, there's Barbies up there. Đẹp ghê con ha. Mốt vô mua nữa nha. Mốt ngoan ngoan với mẹ đi rồi, nghe lời mẹ đi rồi. Mom, look at that over there. Ừ, cái trứng nó bự ghê con ha. There's some more. Trứng nó bự đẹp ghê con ha. Mẹ, look, babies. Ờ, cái đó cho em bé đúng rồi. Mom, I like that baby. Hả? I like to carry baby. Mickey Mouse, look. Đúng rồi. Ồ, con thích bồng em bé hả? Mom. Trời ơi, nó thích bồng em bé. Mẹ. À, không thích hả? Vậy sao mày đẻ em cho con nha? Mẹ. Em trai hay em gái? Em trai. Em trai hả? Em gái hay em trai? Gái. Gái phải không? Giờ em trai hay em gái nói lại. Gái. Gái, giờ em gái hay em trai? Trai. Yeah, don't tell more. À, không nói nữa, không nói nữa. Rồi cuối cùng bữa nay là đi Target con mua được cái gì rồi? Cái này là cái gì? Hết luôn. Mua hết luôn Target luôn hả? Thì bởi vậy con mua mẹ không có tiền trả đây nè. Bây giờ có suy nghĩ lại bỏ lại bớt một món không? Dạ không. Ôi trời, không suy nghĩ luôn hả? Rồi tiền đâu à, mua đồ ăn trời, tiền đâu đóng tiền học trời. Hả? That's a full thing. Hả? That's full. Me, my toys is full and yours. À.